Bạn đang nghe chương trình tại CAD Radio, một chương trình chuyển thể từ các bài viết của fanpage CAD 1992, tác giả Cao Dung. Hôm nay chúng ta sẽ nghe lại một trích đoạn từ bài viết Yêu và Chia Tay nhé. Việc ai đó bắt đầu yêu rồi chia tay khác hẳn với việc không dám yêu, không dám bắt đầu. Tình yêu như một món ăn tinh thần, có khi là độc dược, có khi là thuốc nghiện, nhưng cũng có lắm thứ diệu kỳ ẩn chứa bên trong. Khi tình yêu gõ cửa, đón nhận hay không là tùy thuộc vào bản thân bạn. Hàng vạn lời khuyên cũng không bằng ánh mắt người thương. Hà tất phải nhọc lòng tìm kiếm câu trả lời từ miệng kẻ khác, trong khi trong lòng bạn đã hiểu rõ mình muốn gì. Tình cảm mà lý trí quá thì còn con số 0, mà con tim quá thì lại đau lòng. Thế mà vẫn phải yêu, thà yêu xong rồi chia tay, nhưng ít ra đã có với nhau một đoạn đường kỷ niệm. Chẳng ai bên ai mãi, chẳng ai yêu ai mãi. Hãy chuẩn bị tâm lý chia tay, ngay cả khi còn đang hạnh phúc, để về sau, dù người có quay lưng thì bạn cũng đỡ bất ngờ bỡ ngỡ. Dòng nước còn có lúc lớn lúc ròng, thì lòng người làm sao chỉ hướng về một phía. Bạn hãy hiểu, yêu có nghĩa là yêu cái con người này tại khoảnh khắc ấy, thế thôi. Sau này khi không còn muốn ở cạnh nhau, khi trái tim một trong hai đổi chiều, thì cũng không có nghĩa trước đây hai người chưa từng yêu thương thật nhiều. Đơn giản là tình yêu ngắn, duyên không đủ dài, nên cuộc tình phải kết thúc bằng hai chữ chia tay. Nhiều người vẫn đang yêu, chìm đắm trong hạnh phúc, dù họ biết rằng tương lai có thể sẽ đau khổ chia lìa. Nhưng vậy thì sao? Họ chấp nhận được không? Có lẽ là được, vì họ hiểu tình yêu không tính bằng năm tháng, mà tính bằng khoảnh khắc đôi bên đồng điệu. Thế nên tôi vẫn khuyên mọi người nên yêu, và đừng ngại yêu, nhưng mong hãy chuẩn bị tốt tâm lý và thêm vào một chút lý trí. Nếu có ngày chia ly cũng không quá bi lụy mà đau lòng. Hãy yêu đi vì cuộc đời còn ngắn, mà trái tim ta thì vẫn rộng chỗ đón chân người. Hãy yêu trong hạnh phúc và chia tay trong hòa bình. Chúc các bạn có một tình yêu đẹp dù cho đã chia xa. Nguồn bài viết CAD 1992, tác giả Cao Dung, được phát trên CAD Radio. Nếu cảm thấy hay và đồng điệu, mời bạn ghé qua page CAD 1992 để đọc thêm nhiều bài viết, cũng như đăng ký kênh CAD Radio để chúng ta có thể gặp nhau vào khung giờ quen thuộc 20 giờ mỗi tối nhé. Cảm ơn bạn thật nhiều và chúc bạn ngủ ngon.